Đây là clip hướng dẫn đăng ký chuyển soi tại cảng. Để đăng ký dịch vụ, quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau. Trước tiên, quý khách đăng nhập vào tài khoản, chọn khu vực giao nhận tại cắt lái. Lưu ý, dịch vụ soi tại cảng chưa được hỗ trợ tại các khu vực khác. Epost hỗ trợ đăng ký soi container hàng nhập tại cắt lái, không nhận đăng ký soi lạnh, nguy hiểm, quá khổ. Sau đó chọn phương án chuyển soi. Bước 1. Tạo mới lô hàng hoặc chọn lô hàng đã có sẵn. Sau đó quý khách bấm vào Import Excel. Bấm tiếp tải xuống tập tin mẫu tại đây, Excel Template. Tại đây, quý khách nhập thông tin số container, kích cỡ, phương án, build of landing, điện thoại liên hệ. Quý khách có nhu cầu soi xong rồi hạ bãi kiểm hóa. Khi đăng ký, quý khách phải chọn phương án là chuyển soi container hàng, chỉ định phát sinh là hạ bãi kiểm hóa. Quý khách lưu Excel và quay trở về trang Import, chọn tập tin Excel, tải tập tin đã lưu, kiểm tra lại thông tin một lần nữa. Và bấm lưu thông tin. Sau đó bấm tiếp tục để tính phí. Epost không nhận đăng ký chuyển soi đón thẳng từ tàu, container phải có vị trí trên bãi mới đăng ký phương án chuyển soi. Sau khi đăng ký mà quý khách muốn hủy phương án chuyển soi, quý khách vui lòng có thể gửi email hoặc gọi trực tiếp để được hỗ trợ.